sống. Có những điểm mạnh, điểm yếu riêng, nhưng mà họ luôn giúp đỡ và cùng nhau phát triển và hoàn thiện bản thân mình. Đó có lẽ cũng chính là lý do tại sao họ lại có những sự nghiệp mà nhiều người mong ước. Đầu tiên mình xin kể đến Vincent. Vincent là con người rất đặc biệt. Vincent là người duy nhất biết ba thành viên còn lại từ trước và đã tập hợp họ thành nhóm. Dáng đứng của Vincent rất là thẳng, phong thái hoạt động rất là nhanh nhẹn, luôn quan sát sự vật, những hiện tượng, hành động của mọi người rất là tỉ mỉ và kỹ càng. Ngoài ra thì Vincent là một người có khả năng lãnh đạo, tập hợp mọi người, có tiếng nói trong đám đông. Và Vincent luôn đưa ra quyết định một cách nhanh chóng, nhưng đó chính là điểm yếu của Vincent. Những quyết định đôi khi còn hơi hấp tấp vội vàng, dẫn đến những kết quả chưa hoàn hảo. Ngoài ra thì Vincent khá là nóng tính. Hiện tại Vincent là chủ của một chuỗi cửa hàng bánh ngọt. Người thứ hai mình muốn nói đến đây là Adam. Adam là một người rất 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 nội tâm và ít nói. Cậu ta tiếp nhận nhiều nguồn thông tin khác nhau rồi đưa ra quyết định của mình, trái ngược hoàn toàn với Vincent. Adam đưa ra quyết định của mình rất là chậm chạp, nhưng lập luận của cậu ta rất chi là logic và chắc chắn. Vì vậy nên Adam luôn được mọi người trong nhóm tín nhiệm rất cao. Và hiện tại thì Adam đang là giám đốc của một công ty kiểm toán quốc gia. Adam có niềm đam mê với những vì sao và nghiên cứu vũ trụ, nhưng không vì thế mà Adam quên đi những người bạn của mình. Trái lại, Adam lại rất quan tâm đến mọi người và đôi khi còn quên luôn cả bản thân của mình.